Ông Kim Sang-sik vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia 47 tuổi này nắm quyền dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Sik là hai trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines 12/11 và Iraq 17/11. Sau đó, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất năm 2024 là AFF Cup. Dù sở hữu thành tích ấn tượng với 59 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc và vô địch K-League dưới vai trò cầu thủ và huấn luyện viên, ông Sik vẫn tỏ ra khiêm tốn. Ông cho biết bản thân đã nhận được nhiều lời khuyên từ người đồng hương Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dặn tôi cố gắng lãnh đạo và kết nối các cầu thủ để tạo nên một tập thể tốt. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, nhưng tôi tự tin vì đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng và trợ lý ở cấp câu lạc bộ. Tôi cũng hiểu các cầu thủ vì bản thân từng là tuyển thủ Hàn Quốc. Tất nhiên, có sự khác biệt giữa câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, nhưng tôi hy vọng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự hỗ trợ của các bên. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ, với sự bổ nhiệm này, VFF kỳ vọng ông Sik sẽ đưa đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam tiến xa hơn nữa trong thời gian tới. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam phải đương đầu với hai trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2026 với Iraq và Philippines. Quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang-sik của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quyết định quá vội vàng trong bối cảnh đội tuyển chưa thực sự cần đặt mục tiêu gấp gáp. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tin rằng huấn luyện viên người Hàn Quốc này là lựa chọn hợp lý. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng được đánh giá cao khi dẫn dắt các đội tuyển Đông Nam Á. Ông được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong khu vực. Ban đầu, nhiều người cho rằng hai trận đấu vào tháng 6 chỉ mang tính thủ tục và có thể giao quyền tạm quyền cho ai đó. Tuy nhiên, VFF đã quyết định mở rộng cánh cửa hợp tác với Hàn Quốc và lựa chọn ông Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được đánh giá cao vì triết lý bóng đá thiên về phòng ngự chặt chẽ, không để thua. Đây là phong cách tương tự như người tiền nhiệm Park Hang-seo giúp đội tuyển Việt Nam đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong thời gian qua. Trong bối cảnh nhiều đội bóng ở Đông Nam Á đang ưa chuộng các huấn luyện viên Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Hyo-sik hiện đang là một cái tên sáng giá. Ông từng là cầu thủ 5 lần vô địch K-League dẫn dắt một câu lạc bộ danh tiếng vô địch giải đấu vào năm 2021. Mức lương vừa phải của huấn luyện viên Kim Hyo-sik phù hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, điều khiến ông trở thành ứng cử viên phù hợp là mong muốn khẳng định mình khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào. Thách thức đối với các huấn luyện viên ngoại đến với Đông Nam Á là không có nhiều thời gian để chuẩn bị, vì vậy việc ký hợp đồng phải được thực hiện nhanh chóng. Dù không dẫn dắt đội tuyển quốc gia nhưng kinh nghiệm và thành tích ấn tượng ở Hàn Quốc của huấn luyện viên Kim Hyo-sik vẫn là điểm cộng đáng chú ý. Bóng đá Việt Nam, giấc mơ kiểm soát bóng ngắn hạn. Đá kiểm soát bóng đòi hỏi nhiều thể lực, di chuyển và xoay sở liên tục. Đây là lối chơi đòi hỏi một nền tảng cơ bản vững chắc từ lứa trẻ, không thể chuyển đổi ngay sang chiến thuật này nếu không có sự đầu tư lâu dài. Đá bóng dài cũng ẩn chứa nhiều rủi ro do độ chính xác thấp, vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn triết lý chắc chắn rồi mới phát triển dần. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp ngắn hạn. Sự khác biệt của Park Hang-seo so với nhiều huấn luyện viên trước đó là ông ưa dùng hàng phòng ngự 4 người, trong khi trước đây, đội tuyển Việt Nam thường chơi với 3 trung vệ. Sự thay đổi này đòi hỏi các cầu thủ phải thích nghi nhanh chóng để đạt hiệu quả. Đội hình 3 trung vệ hiện đang trở nên phổ biến trong bóng đá, tuy nhiên, việc lựa chọn giữa sơ đồ 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ vẫn là một thách thức cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đội hình 3 hậu vệ đòi hỏi các trung vệ phải có khả năng đối đầu tay đôi tốt và kiểm soát bóng hiệu quả. Trong khi đó, đội hình 4 hậu vệ cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn về cách sắp xếp. Các cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay có khả năng thích ứng tốt với cả hai sơ đồ này. Các đội bóng như Nam Định đã chứng minh rằng họ có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai hệ thống trong khi vẫn duy trì được hiệu suất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn đội hình phù hợp với từng thời điểm cụ thể và tính chiến thuật của cả hệ thống. Việc thành công hay không của đội hình 3 hay 4 hậu vệ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khả năng của các cầu thủ, chiến lược của huấn luyện viên và đặc điểm của từng đối thủ. Gần đây, có thông tin huấn luyện viên Kim Sang-sik có đến 13 trợ lý, điều này cho thấy sự đồng lòng của cả cộng đồng người Hàn và người Việt. Thông qua Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, hai bên đã trao đổi để tìm ra hướng hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc. Mặc dù huấn luyện viên Kim chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia trước đây nhưng với trình độ phát triển cao của bóng đá Hàn Quốc, việc ông đưa đội bóng nhà vô địch quốc gia đến đỉnh cao đã chứng minh năng lực của một huấn luyện viên giỏi. Việt Nam là nơi mới mẻ với ông Kim nhưng sự cầu thị và mong muốn học hỏi của ông rất đáng trân trọng. VFF và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng thống nhất hỗ trợ ông trong quá trình này.
Những gì huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện kể từ khi đến Việt Nam hứa hẹn nhiều điều tích cực cho tương lai của đội tuyển, việc VFF đón đầu và tạo điều kiện cho ông phát huy khả năng là một bước đi đúng đắn. Sau những trận đấu khởi động với tâm lý thoải mái, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cụ thể là AFF Cup, giải đấu khu vực mà chúng ta từng vô địch không chỉ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, đánh giá khách quan, Việt Nam hiện không còn vượt trội so với những đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan và Indonesia. Mục tiêu lọt vào chung kết và hướng tới chức vô địch có nằm trong tầm tay đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Theo các chuyên gia, mục tiêu vào chung kết vẫn khả thi. Đây từng là thành tích mà chúng ta đã đạt được ở giải đấu gần nhất. Mặc dù Thái Lan và Indonesia đang có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng đặt mục tiêu vào chung kết sẽ tạo động lực cho đội tuyển và giúp họ luôn hướng tới những mục tiêu cụ thể trong quá trình chuẩn bị. Vòng 37 ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần này sẽ chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa Arsenal và Manchester United trên sân Old Trafford. Đây là trận đấu có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch của giải đấu. Trong cuộc gặp đầu tiên ở mùa giải này, Arsenal đã đánh bại Man United trên sân nhà. Tuy nhiên, ở lần tái đấu trên sân Old Trafford, Man United giành chiến thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đang có lợi thế hơn với 2 điểm so với Manchester City. Tuy nhiên, Arsenal vẫn không thể tự định đoạt chức vô địch vì kết quả của Manchester City cũng ảnh hưởng rất lớn. Đối với Man United, mục tiêu giành vé dự Europa League vẫn còn trong tầm tay, nhưng khả năng giành vé dự Champions League đã gần như khép lại. Họ buộc phải chiến thắng trong trận gặp Arsenal để nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Manchester City, khiến cuộc đua trở nên vô cùng khó khăn. Manchester United vừa trải qua một trong những mùa giải tệ hại nhất trong lịch sử Premier League. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này? Huấn luyện viên Erik ten Hag chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ. Tuy nhiên, liệu còn ai khác nữa không? Thượng tầng của Manchester United từ lâu đã có vấn đề. Những người liên hệ trực tiếp với cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên đều thiếu năng lực, trong khi những người quản lý cấp cao dưới thời chủ sở hữu người Mỹ cũng rất yếu kém. Hiện tại, Manchester United đang cố gắng tái thiết lại thượng tầng, nhưng Solskjaer cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Sự thật là Manchester United đã có những trận đấu cuối mùa ấn tượng trước Arsenal và Norwich. Tuy nhiên, cảm giác vẫn có một điều gì đó không ổn ở đội chủ sân Old Trafford. Họ đã đánh mất phong độ trước Arsenal và Newcastle, cho thấy sự bạc nhược đáng báo động. Mùa giải này của Manchester United đang khép lại với vô số kỷ lục buồn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ theo dõi Premier League. Họ đứng thứ 8 sau vòng đấu thứ 36. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử họ để thủng lưới tới 81 bàn ở giải đấu cao nhất nước Anh. Tất cả những yếu tố này đè nặng lên vai Solskjaer. Nhưng liệu ông có phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho thảm họa này? Câu trả lời là không, còn nhiều người khác nữa. Manchester United đang cân nhắc khả năng thay thế huấn luyện viên Erik ten Hag sau trận thua bạc nhược trước Crystal Palace. Ten Hag tuyên bố vẫn là người phù hợp với Quỷ Đỏ, nhưng các chuyên gia cho rằng ông khó có thể dẫn dắt đội bóng trong tương lai. MU được đồn đoán sẽ bổ nhiệm Thomas Tuchel, người vừa bị Chelsea sa thải. Thành tích yếu kém của Ten Hag là không thể chối cãi, mặc dù ông đã chiêu mộ nhiều cầu thủ. Nguồn tin cho biết MU có thể chỉ giữ lại 3 cầu thủ là David De Gea, Bruno Fernandes và Diogo Dalo, trong khi tương lai của những người còn lại vẫn chưa chắc chắn. Việc MU cân nhắc thay Ten Hag cho thấy đội bóng đang rất lo lắng về tương lai. Quỷ Đỏ có thể sẽ có một cuộc chuyển giao lớn trong mùa hè này. Manchester United, MU, đang bước vào một cuộc đại phẫu sau một mùa giải thất vọng. Họ sẽ phải bán đứt những cầu thủ như Mason Greenwood và Jadon Sancho để thu về một khoản tiền lớn, ước tính khoảng 100 triệu bảng Anh. Greenwood từng được kỳ vọng trở thành một trụ cột của MU, nhưng sự nghiệp của anh đã xuống dốc sau bê bối ngoài sân cỏ. Trong khi đó, Sancho cũng không đáp ứng được kỳ vọng sau khi chuyển đến từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng Anh. Huấn luyện viên Erik ten Hag được cho là muốn sử dụng Sancho ở cánh phải, vị trí mà anh đã chơi rất tốt ở Dortmund. Tuy nhiên, tại MU, Sancho thường xuyên phải chơi ở cánh trái và không phát huy được hết khả năng của mình. Ten Hag cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong sự sa sút của Sancho. Nhà cầm quân người Hà Lan đã không tìm ra cách để giúp Sancho tỏa sáng ở vị trí mới. Việc bán Greenwood và Sancho sẽ giúp MU có thêm tiền để xây dựng một đội hình mới. Họ sẽ cần những bản hợp đồng mới để tăng cường sức mạnh đội bóng và trở lại với vị thế của một thế lực trong làng bóng đá Anh. Sau chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa, Arsenal đang tràn đầy tự tin hướng đến trận đại chiến với Manchester United tại vòng đấu cuối cùng của Premier League. Dù chưa chắc chắn giành chức vô địch, nhưng toàn bộ đội hình Arsenal vô địch mùa giải năm 2003 đến năm 2004 sẽ có mặt để chứng kiến trận đấu có tính chất như một trận chung kết này. Với cảm hứng như vậy, pháo thủ hoàn toàn có thể đè bẹp Quỷ Đỏ.
Arsenal đang có được phong độ cực tốt, đặc biệt là trên sân khách. Tuy nhiên, MU vẫn là một đối thủ đáng gờm mà Arsenal cần dành sự tôn trọng nhất định. Dù vậy, với khí thế và phong độ hiện tại, Arsenal được đánh giá cao hơn và hoàn toàn có thể giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn. Nếu đánh bại MU và tiếp tục hạ Everton ở vòng đấu cuối, Arsenal sẽ có mùa giải hay thứ hai trong lịch sử Premier League. Dù không thể giành chức vô địch do Manchester City quá mạnh, nhưng pháo thủ vẫn xứng đáng được tôn vinh.